Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày mùng 5 tháng 11 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, các tỉnh Bắc Bộ trong những ngày tới chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường nhưng với cường độ yếu. Vì vậy, thời tiết khu vực nhìn chung là không có sự thay đổi đáng kể. Du khách nếu ghé thăm các tỉnh miền Bắc trong khoảng thời gian này có thể dễ dàng cảm nhận cái lạnh về đêm và sáng sớm của thời điểm đầu đông với nhiệt độ ở khoảng 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Còn ban ngày trời phổ biến nhiều mây, trưa chiều trời có lúc giảm mây hưởng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng 28 độ. Mưa chỉ xảy ra vài nơi nhưng chủ yếu là mưa nhỏ nên sẽ không gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới cũng nhiều mây nhưng ít mưa, trưa chiều có lúc giảm mây hưởng nắng, thích hợp cho du khách tham quan và trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí. Ngoài ra, đêm về sáng thì du khách có thể tận hưởng cảm giác tiết trời lành lạnh của biển Bắc vào dịp đầu đông. Bên cạnh Lăng Bác, Quảng Trường Ba Đình, Hồ Gươm, Chùa Một Cột là những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội, thì du khách cũng đừng quên trải nghiệm vẻ đẹp năm tháng của cây cầu Long Biên với lối kiến trúc độc đáo. Từng nhịp cầu chất chứa nhiều giá trị quá khứ và được xem là biểu tượng cũng như là một phần ký ức của người dân thủ đô. Ở một địa điểm khác được đưa vào hoạt động từ năm 1902, ga Hà Nội hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là ga Hàng Cỏ, không chỉ đóng vai trò trong việc lưu thông vận chuyển mà còn là một công trình có giá trị về kiến trúc và di sản lớn của nước ta nói chung, Hà Nội nói riêng. Từng dòng người di chuyển qua lại, những tiếng còi tàu thỉnh thoảng vang lên rền rĩ và những nét xưa cũ còn sót lại tạo nên một góc Hà Nội thú vị, đặc trưng trong hành trình tham quan du lịch thì du khách sẽ khó lòng bỏ lỡ những khu chợ và khi đến hà nội thì quý vị đừng quên ghé qua chợ đồng xuân là một trong những chợ lớn nhất ở hà nội bên cạnh những hàng hóa được bày bán đa dạng các thể loại thì quý vị còn có cơ hội thưởng thức rất nhiều món ngon hấp dẫn quanh khu chợ này Quay trở lại với tình hình thời tiết, cơn bão số 10 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sáng ngày mai sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào đến Phú Yên. Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão nên khu vực các tỉnh Quảng Nam trở vào đến Bình Định có mưa rất to. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to, có nơi mưa to từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 11. Sau đó thì vùng mưa lớn dịch chuyển dần lên phía Bắc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Nơi đây sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to sang đến ngày 8 tháng 11 thì mưa sẽ có xu hướng giảm cả về diện và lượng. Trong khi đó, thời tiết các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trong 3 ngày tới lại diễn biến thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi. Còn lại các tỉnh phía Nam từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, phổ biến có mưa rào và rông cục bộ. Trong cơn rông, quý vị cần đề phòng với các hiện tượng lốc, xét và gió giật mạnh. Các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên như là Con Tum, Gia Lai trong ngày đầu cũng có mưa to trên diện rộng, thậm chí có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam thì phổ biến có mưa rào giải rác, có nơi mưa vừa mưa to và rông. Trong cơn rông vẫn cần cẩn trọng với các nguy cơ lốc, xét và gió giật mạnh. Ngoài ra, quý vị còn cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở phía Bắc. Thời tiết bắt đầu giảm mưa và chuyển sang trạng thái thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch ngoài trời từ ngày mùng 7 tháng 11 với ngày nắng gián đoạn, trời có mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Cuối cùng là thời tiết các tỉnh thành Nam Bộ. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 11, mưa có xu hướng gia tăng và xảy ra ở khoảng một nửa diện tích về chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Ba ngày thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, nắng gián đoạn với nhiệt độ ở mức vừa phải, dao động trong khoảng là 29 đến 33 độ do đó du khách có thể chủ động sắp xếp các lịch trình vui chơi ngoài trời trong buổi sáng với diễn biến thời tiết thuận lợi hơn sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại